Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Bắt khẩn cấp bí thư xã lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách nhà nước. Vụ đưa nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa. Nóng, hàng trăm công an phong tỏa công ty VNG. Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng. Nhiều cán bộ bị công an khám xét mới lộ khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù phương thức thủ đoạn không mới, song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng giả danh là cán bộ làm trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như công an, tòa án, viện kiểm sát, giáo viên, nhân viên nhà mạng, bưu điện, điện lực, y tế, chuyển phát nhanh, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, lãnh đạo các công ty nơi bị hại làm việc hay sử dụng nhiều kịch bản khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng mạo danh bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1985, quê ở An Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân của bí thư để mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo còn giả giọng nói giống như giọng của bí thư thành ủy nên khiến người thân lúc đầu phân vân, nhưng họ nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên không nghe theo và trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được đối tượng mạo danh để lừa đảo là Nguyễn Văn Tâm. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận dùng nhiều số điện thoại thuê bao không chính chủ, sim giác để mạo danh bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số tỉnh thành. Sau đó, đối tượng Tâm đã gọi điện thoại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người thân của các lãnh đạo này để mượn tiền, kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi các nạn nhân sập bẫy chuyển tiền thì Tâm nhanh chóng rút ra chiếm đoạt, đồng thời chặn số điện thoại, cắt liên lạc. Bằng thủ đoạn tinh vi như trên, đối tượng Tâm đã lừa đảo được nhiều nạn nhân chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Tâm hãy đến Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, số điện thoại 0937 456 466 để trình báo hỗ trợ điều tra. Bắt khẩn cấp bí thư xã lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách nhà nước. Khi còn đương chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Phạm Ngọc Duân đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ, hỗ trợ mua máy gặt, từ đó rút ruột ngân sách 430 triệu đồng. Ngày 7 tháng 9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Duân, 52 tuổi, trú tại thôn 3 xã Khánh Trung, là bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Trung, và Phạm Khắc Thắng, 60 tuổi, trú thôn 17 xã Khánh Trung, là Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Trung, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cụ thể, vào năm 2019 và năm 2020, khi còn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phạm Ngọc Duân đã lợi dụng chức vụ làm trái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hội đồng Nhân dân huyện Yên Khánh về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Được biết, Duân đã chỉ đạo Thắng mua 4 máy cấy lúa đã sử dụng với giá 190 triệu đồng trên một máy, nhưng lập khống hồ sơ đề nghị cấp kinh phí mua 4 máy cấy mới với giá 350 triệu đồng trên một máy nhằm trục lợi ngân sách. Căn cứ vào hồ sơ do Thắng lập, tháng 1 năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Trung đã được hỗ trợ 4 máy cấy lúa với số tiền 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 430 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, Duân và Thắng đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả 430 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.
Vụ đưa nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa. Quý vị thân mến, Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ về chống tham nhũng tiêu cực, rất quyết liệt, bài bản, làm đến đâu chắc đến đó. Nhưng cuộc chiến vẫn cam go, phải quyết liệt hơn, đồng bộ hơn để nạn tham nhũng không còn đất dung thân. Có rất nhiều vụ án liên quan đến việc móc nối chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến vụ khởi tố một loạt các cán bộ địa chính, đăng ký đất đai, cục thuế trong vụ án đưa nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay được Công an Thanh Hóa phát hiện. Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố thêm 3 bị can. Cụ thể, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, thành phố Sầm Sơn. 3 bị can bao gồm Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1979, nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng, sinh năm 1986, phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp, sinh năm 1984, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Sầm Sơn. Theo đó, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp đã bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ; Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy, tính đến nay, liên quan đến vụ án xảy ra tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Sầm Sơn, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là một trong những vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh Thanh Hóa. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian tập trung đấu tranh chuyên án, tổ chức điều tra xác minh nguồn tin có dấu hiệu tội phạm, vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ theo quy định tại khoản 3 điều 354 và khoản 2 điều 364 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng đưa nhận hối lộ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 đối tượng còn lại. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Đây là vụ án có số lượng đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ và được đánh giá là một trong những vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng. Theo tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra, vào cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, lợi dụng về nhu cầu tách sổ, chuyển nhượng, đề nghị cấp mới, cấp đổi, sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân. Trong khi nhận thức của người dân về luật đất đai và các thủ tục hành chính còn hạn chế, một số đối tượng đã câu kết với một số cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Địa chính phường, Chi cục thuế đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để trục lợi cá nhân, các đối tượng này sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân đã móc nối và đưa tiền cho cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai, các đối tượng đã quen biết từ trước, có thể đưa trực tiếp bỏ trong hồ sơ hoặc chuyển khoản để làm thủ tục hồ sơ. Ngoài các chi phí cho cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai, các đối tượng còn phải chi phí cho cán bộ thuế, địa chính phường, bộ phận một cửa, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tùy theo mối quan hệ, vị trí, vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia sẽ có sự khác nhau. Nếu người dân không chi phí sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, thậm chí là nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ, không được hướng dẫn cụ thể. Tình trạng trên đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hình ảnh về thành phố biển Sầm Sơn và khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc. Mặc dù cấp ủy chính quyền thành phố Sầm Sơn đã chấn chỉnh nhiều lần, nhưng số cán bộ này vẫn cố tình vi phạm với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi hơn. Xác định đây là một trong những vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng xảy ra trong một khoảng thời gian dài, để lại hậu quả rất nặng nề. Các đối tượng phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau nên trong quá trình điều tra dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Thường trực
Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, áp dụng đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh, làm rõ về hành vi đưa nhận hối lộ của các đối tượng. Nóng, hàng trăm công an phong tỏa công ty VNG. Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng. Nhiều cán bộ bị công an khám xét mới lộ khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với tinh thần xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, và đặc biệt đó chính là mở rộng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước. Mới đây vào trưa ngày 6 tháng 9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị nghiệp vụ có mặt tại trụ sở công ty cổ phần VNG, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bộ Công an cũng đưa tin công ty VNG đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng. Theo Bộ Công an, nhiều tổ chức doanh nghiệp cũng không nhận thức rõ được trách nhiệm bảo vệ cũng như hậu quả có thể xảy ra nếu các thông tin đó bị lộ lọt hay cung cấp cho bên thứ ba. Các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng chưa áp dụng các giải pháp kỹ thuật đủ mức để chống lộ lọt thông tin, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng, chưa có quy trình quản lý an ninh mạng và thông báo hướng dẫn khuyến nghị xử lý khi xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu cá nhân của người dùng. Bộ Công an cũng đưa rõ một số vụ điển hình như công ty VNG đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, hay công ty Thế giới di động điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng. Tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng. Tình trạng để lộ lọt thông tin khách hàng, để các công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn SMS, dữ liệu khách hàng của công ty FPT đã bị đăng tải công khai trên mạng. Lỗ hổng an ninh của các thiết bị thông minh. Bộ Công an cũng đề cập đến phương thức và thủ đoạn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân. Một trong các phương pháp đó là thông qua các website. Theo Bộ Công an, các đối tượng sẽ tạo lập hoặc lợi dụng các website có nội dung hấp dẫn hoặc thu hút người dùng. Khi người dùng truy cập vào sẽ âm thầm cài các mã độc vào máy tính và các thiết bị thông minh mà người dùng không hề hay biết để thu thập thông tin. Để thực hiện đăng nhập thông tin này trên trang web đó, thông tin sẽ được gửi đến hacker thay vì các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, các đối tượng này còn sử dụng nhiều thiết bị để nghe lén thông minh để thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho những mục đích không rõ ràng. Nhiều cán bộ bị công an khám xét mới lộ ra khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Quý vị thân mến, khi xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy có rất nhiều các trường hợp sau khi công an khám xét mới phát hiện ra khối tài sản khổng lồ, không kê khai, không rõ nguồn gốc. Cụ thể, vào sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 14 cho ý kiến thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2024. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp nhận định về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong năm 2024 tiếp tục được triển khai đồng bộ, quan tâm điều chỉnh cách thức triển khai để phát huy hiệu quả, quyết xử lý trách nhiệm chính trị với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Thời gian vừa qua đã có 16.351 người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023, qua đó có 19 người bị kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu thập và xử lý kỷ luật, xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Quý vị thân mến, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tiếp tục được chú trọng, kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của những người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tiêu cực, nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Năm 2024 có 38 người đứng đầu, cấp phó đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 14 người bị khiển trách, 13 người bị cảnh cáo, 11 người bị cách chức.
Các cuộc thanh tra kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được tiến hành nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số lượng các cuộc thanh tra kiểm tra được tiến hành còn ít, vi phạm được phát hiện không nhiều. Đã tiến hành khởi tố nhiều cán bộ cấp cao. Trong báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ các cơ quan đã kiên quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến các hành vi sai phạm diễn ra từ nhiều năm trước và cả những sai phạm mới phát sinh xảy ra trên diện rộng có tổ chức cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là đã khởi tố về các hành vi phạm tội về kinh tế, cơ quan điều tra đã đi sâu làm rõ bản chất của vụ án và khởi tố các hành vi phạm tội về tham nhũng. Cùng đó đã khởi tố nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương, tiếp tục tạo bước tiến mới trong phát hiện, xử lý tham nhũng và tiêu cực. Truy tố cựu lãnh đạo tỉnh Hải Dương gây thất thoát hàng chục tỷ đồng, khởi tố bắt tạm giam nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty thuốc lá gây thất thoát tài sản nhà nước, hiệu trưởng trường mầm non tham ô số tiền khủng, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Quý vị thân mến, chưa bao giờ cuộc chiến với tham nhũng tiêu cực quyết liệt, bài bản, hiệu quả và được dư luận hoan nghênh như những năm vừa qua là việc làm khó khăn, phức tạp nhất trong muôn việc khó khăn, phức tạp. Nhưng giờ đây, cuộc chiến đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, không ai được đứng ngoài. Tham nhũng tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững được ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Mới đây, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Hải Dương gây thất thoát hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan an ninh điều tra đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ năm 2017 đến hết năm 2022 tại Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ND, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HH Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn FL Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May FS Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May mặc ML Việt Nam 2 và Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Trong đó, 3 bị can nguyên là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cùng bị truy tố về 2 tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bao gồm Mai Xuân Anh, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Thùy Linh, nguyên trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và 10 bị can còn lại đều là lãnh đạo cấp cao và nhân viên của các công đoàn công ty trên địa bàn bị đề nghị truy tố về tội tham mô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quý vị thân mến, theo tài liệu điều tra, từ năm 2017 đến năm 2022, một số đơn vị không hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính công đoàn cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, nhưng với động cơ mục đích cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế toán của mình, bị can Phạm Thị Thùy Linh, nguyên trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã điều chỉnh số liệu ở phần kinh phí phải nộp bằng số liệu ở phần kinh phí đã nộp đối với các đơn vị nêu trên. Bởi vậy, trên hệ thống kế toán của công đoàn không thể hiện số nợ tài chính công đoàn, nhưng vẫn được bị can Linh ký trình để bị can Mai Xuân Anh, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phê duyệt. Kết luận điều tra làm rõ trong giai đoạn trên, ông Mai Xuân Anh là chủ tịch và là chủ tài khoản của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhưng đã thiếu trách nhiệm, không tiến hành kiểm tra đối chiếu với các quy định về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kiểm tra sổ sách kế toán nên đã ký duyệt ban hành nhiều văn bản sai phạm về xây dựng dự toán tài chính công đoàn và quyết toán tài chính công đoàn các năm, gây thất thoát cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hơn 16 tỷ đồng. Linh và Nam gây thất thoát cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hơn 20 tỷ đồng. Khởi tố bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thuốc lá gây thất thoát tài sản nhà nước. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Hồng Tê, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Hồng Tê, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc
Bắc Giang. Bị can Phạm Hồng Tê đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 2 điều 219 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra đã xác định công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang là doanh nghiệp có vốn của nhà nước. Ngày 2 tháng 6 năm 2008, Phạm Hồng Tê, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty, nhận bàn giao số liệu kế toán từ ông Nguyễn V thì giá trị góp vốn nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng. Từ thời điểm đó đến năm 2018, Phạm Hồng Tê là người được giao quản lý phần góp vốn nhà nước tại công ty. Quá trình tiếp nhận quản lý công ty, mặc dù biết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài trong nhiều năm, nhưng Phạm Hồng Tê đã không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2018. Bị can Phạm Hồng Tê cũng không báo cáo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về hoạt động sản xuất kinh doanh và việc sử dụng tài sản của công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng, dẫn tới không có khả năng trả nợ. Đến nay đã xác định toàn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty đã bị thất thoát. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Hồng Tê theo đúng quy định. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiệu trưởng trường mầm non tham mô số tiền khủng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu tội phạm tham mô tài sản liên quan đến trường mẫu giáo Sao Biển, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải đã nhận được ý kiến khởi tố với nội dung một số đơn vị cá nhân có hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp hàng hóa, dịch vụ xây dựng công trình với nhà trường có chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà LKH, hiệu trưởng trường mẫu giáo Sao Biển, số tiền hơn 304 triệu đồng. Số tiền này bà H không báo cáo với tập thể và không công khai minh bạch các khoản tiền này. Cụ thể, công ty Nutifood Bình Dương đã chuyển khoản cá nhân số tiền hơn 226 triệu đồng và các cá nhân khác đã chuyển khoản số tiền gần 78 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải đã tiến hành giải quyết kiến nghị khởi tố điều trên và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Liên quan đến vụ việc trên, năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải đã có kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng tài chính của trường mẫu giáo Sao Biển. Kết luận thanh tra chỉ rõ một số đơn vị cá nhân có hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ xây dựng với trường mẫu giáo Sao Biển đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà LKH số tiền hơn 304 triệu đồng, nhưng chưa rõ lý do và dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Trong các năm học từ năm 2015-2016 đến 2018-2019, trường mẫu giáo Sao Biển thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách, các khoản thu đầu năm, nguồn phục vụ các lớp bán trú chưa phù hợp với luật ngân sách, luật kế toán, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện bán trú của nhà trường. Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường đã nhận tiền hoa hồng của nhà sách hơn 24 triệu đồng nhưng không nhập quỹ cơ quan để quản lý mà tự ý sử dụng số tiền này để chi cho một số mục đích cá nhân là chưa phù hợp. Báo cáo vụ việc trên, bà Hát đã trình bày sử dụng số tiền chênh lệch học phẩm hơn 5,6 triệu đồng để mua đồ trang trí, cấp phát thêm ở các lớp nhưng không có chứng cứ chứng minh đã mua gì, số lượng bao nhiêu. Ngoài ra, nhà trường cũng tự ý thay thế các sản phẩm sữa tươi thành sữa bột là sai với quy định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ Y tế, thanh toán tiền sữa học đường, sữa chua với số tiền hơn 388 triệu đồng nhưng hóa đơn không phải do nhà phân phối cung cấp. Nhà trường còn tự ý tạo lập hóa đơn bán lẻ và tự ký của người cung cấp hàng để thanh toán tiền mua đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú với số tiền hơn 43 triệu đồng là chưa phù hợp. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Vào ngày 3 tháng 9, Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao đối tượng Vũ Tuấn Anh sinh năm 1977 ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Tuấn Anh theo quyết định số 16728 ngày 2 tháng 8 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội khi hắn đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao Vũ Tuấn Anh cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.